đi lạc. Cây. Ờ, đi nó bắn súng đi lạc Cây. thôi. Đi lạc ở trong rừng. Ghê vậy hả? Súng đi không thương ai đúng không? Ờ, bởi vậy. Vậy anh bắn súng không ngoan, anh bắn súng đâu ngoan đâu. Anh bắn súng đâu ngoan đâu. Ơi. Đó, anh rôn nè. Uống nước dừa hả? Giờ con ra uống nước dừa hả? Uống nước. Ở trên con bơi con có hái được không? Nó tự nó rụng hả? Mỗi bữa con ba cậu sáu thấy con đi chăn chăn dê nè, đi thả dê nè, đúng không? Bay luôn hả?